The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Mời quý vị cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, có một vị khách quý mà Jimmy đã mời lên chương trình trong những năm trước đây để cùng tâm tình với khán giả. Cô là một tiếng hát, một danh ca mà chúng ta đã được thưởng thức tiếng hát của cô từ những ngày còn ở Đài Phát thanh Hà Nội trước năm 1954, cũng như là sau này ở tại Sài Gòn và ở hải ngoại, chúng ta vẫn được nghe tiếng hát của cô qua những bài hát bán cổ điển cũng như là những bài tiền chiến. Đặc biệt hơn là những ca khúc của nhạc sĩ Văn Phụng, nhạc sĩ Phạm Duy, v.v. Xin quý vị cùng với Jimmy tái ngộ nữ danh ca Kim Tước. Cô xin chào cô. Chào Jimmy và xin chào quý thính giả của đài Jimmy Show. Dạ, con cảm ơn cô đã đến với chương trình của con một lần nữa. Lần trước khi con mời cô lên chương trình của con đó, thì có rất nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ xem được, ai cũng đều ngưỡng mộ, yêu thích giọng hát của cô và nhờ con chuyển lời thăm hỏi sức khỏe đến với cô. Cảm ơn quý vị. Thưa cô, con được tìm hiểu và con được biết là thân mẫu của cô cũng là ca sĩ nữa. Cô xin mời cô chia sẻ thêm về người mẹ kính yêu của mình. Dạ, thưa mẹ tôi đó thì từ nhỏ thích hát lắm. Mà hát toàn là hát nhạc ngoại quốc, classic. Mà thích hát đến nỗi mà cũng như là về sau này di cư về Hà Nội đó, thì được bà Minh Đỗ, tức là cô em thứ tư của cụ đó, hát ở Đài Phát Thanh. Thành ra rồi dần dần thì cụ cũng lại hát Đài Phát Thanh Hà Nội một thời gian. Với nghệ danh là gì cô? Lấy tên là Thanh Tước. Là tên thật hay sao cô? Không ạ, tên Thanh Tước là tên của cô em thứ hai của tôi. Tại sao không lấy tên thật mà lại lấy tên của người con của mình? Thì tại vì cụ nói là ở nhà đã có bốn cô con gái. Mà có một cô thì có cái giọng khàn khàn nhất. Thì cụ bảo là chứ chắc là không bao giờ cô này cố hát cả. Thành cụ mới lấy tên Thanh Tước. Thanh Tước. Nhưng mà chính ra thật ra thì Thanh Tước hát cũng rất hay, với cái giọng rất là trầm ấm. Đúng vậy. Vậy thì nhà cô là các chị em là đều tên là Tước hết hả cô? Cô là Kim Tước rồi, rồi ai nữa? Thanh Tước, rồi Minh Tước thì đã mất rồi. Rồi đến Hồng Tước, rồi đến Hà. Thì bà cụ bảo này chứ nhiều con gái quá rồi, thôi bây giờ Hà không có Tước nữa. Thế là cô bé nhất là cô Hà thì lại phải không có chữ Tước. Nhưng mà sau đó cũng may mắn thật là cụ sinh ra được hai người con trai.
vâng. Dạ. Dạ. Là tên là Khoa và Nguyên. Dạ. Dạ. Hình như là một trong hai cậu đó là cũng sau này là làm rể cô Mộc Lan phải không? Dạ vâng, vâng, đúng rồi. Là chú dạ. ơi, cậu nào ạ? Là cậu bé nhất ấy. Dạ. Cậu nhỏ nhất là lấy con gái của chị Mộc Lan. Dạ, là cô Ngân Hà đó. Vâng. Dạ. À, thưa cô, khi mà con được tìm hiểu và con được thấy được một cái tấm hình của mẹ cô thời trước năm 54 đó, bà cụ mặc áo dài rất là đẹp. Vậy thì cái thời điểm đó bà cụ chắc cũng rất là Tây học hả cô? Dạ thưa, đúng là như vậy. Bà cụ tôi thì rất là Tây học, vì cụ không những là Tây học mà cụ còn học võ tàu rất giỏi. Cụ đánh võ tàu rất giỏi đến nỗi mà các ông mà ngày xưa đi, cụ kể là các ông mà đi tán cụ đó thì nói vào rằng là nếu mà ai nào mà tán được cô này thì về nó quật cho chết. Tại vì ông ngoại tôi đó thì có mời một ông thầy tàu ở trong nhà đó để dạy võ cơ mà. Đó, thành ra được cái là gia đình từ ông bà cho đến bố mẹ chúng tôi đều là những người rất là thể thao. Vâng, thành ra chúng tôi cũng được hưởng một chút nào cái ảnh hưởng đó. Vừa học võ tàu, vừa học chữ tàu mà cũng vừa học tiếng Tây luôn phải không cô? Dạ vâng, đúng rồi. Cái thời đó là ngoại ngữ thì chỉ là tiếng Tây. Thành như cứ học tiếng Tây nhiều. Các bác, các chú hay là gì đó thì toàn tiếng Tây cả. Mẹ cô cũng là ca sĩ đi hát với tên Thanh Tước. Vậy thì bố cô có là nhạc sĩ hay là ca sĩ gì không? Bố tôi thì thật ra là gia đình rất là nho. Nho giáo lắm. Tại vì là con cháu của cụ Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi. Đúng rồi, thành ra rất là nho giáo. Nhưng mà lại cũng đi học trường Tây. Cụ cũng được đi học trường Tây nên mới gặp mẹ tôi. Mà cụ thì ngày xưa mà khiêu vũ Tây phương đó thì hai cụ nghĩa là giật giải luôn luôn. Luôn luôn giật giải về khiêu vũ Tây phương. Cái thời đó người ta rất là phong kiến mà bố mẹ cô lại rất là Tây. Dạ vâng, thì nghĩa là cũng các cô cũng thừa hưởng được cái điều đó hả? Dạ vâng, cái đó thì đó. Cái thời mà khi cô còn ở Hà Nội đó thì con có nghe cô kể là cô được sự dạy dỗ về âm nhạc bởi bà Minh Đỗ, là bà dì ruột của cô. Vậy thì cô nhớ là cái cảm giác lần đầu tiên cô lên đài phát thanh nó như thế nào cô? Tôi được đi theo bà Minh Đỗ lên đài phát thanh thì chỉ được nghe các bài hát thôi. Như bà Minh Đỗ, có bà Thương Huyền, có bà cái gì nhỉ? Cái thời đó là mấy bà lớn tuổi. Thế mình chỉ đứng mình nghe thôi chứ mình cũng không có cái kỳ vọng rằng là sẽ được lên hát. Thế nhưng mà cũng sau này đã có một cái buổi họ, về sau họ cũng như là họ cũng mở những cái lớp thi hát tuyển lựa ca sĩ đó. Thế thì mình cũng vô cũng thi. Thì hồi đó có cả anh nhạc sĩ Trần Ngọc nữa đó. Đó, anh Trần Ngọc cũng Tuấn Khanh đó, đúng rồi. Thế là chúng tôi cũng gặp nhau ở trong một cái cuộc thi hát đó. Mà kỳ đó cô có đậu được giải không? Dạ thì bên đàn ông thì là anh Trần Ngọc. Còn bên tôi thì là bên con gái đó, thì là thôi. Anh cũng được quen nhau và biết nhau. Được biết nhạc sĩ Tuấn Khanh từ đó. Dạ. Thì anh Tuấn Khanh thì có một cái giọng cát rất là trầm ấm. Đúng rồi. Rất thích lắm. Tình tôi cảm. Nghe tôi thích lắm. Cô nhắc đến bà Minh Đỗ thì bà Minh Đỗ sau năm 54 bà có vào Nam không thưa cô, hay là bà mất từ khi nào? Sau khi 75 thì mới vào Nam. 75 mới vào Nam. Vâng. Tại vì tụi tôi ví dụ như vừa mới di cư sang Mỹ đó. Thì mẹ tôi nói rằng là trong một năm sau hay là hai năm sau đó bà dì bà Minh Đỗ từ ngoài Bắc có vào thăm mẹ tôi. Thế thì vào thì chị em nghĩa là mấy chục năm gặp nhau thì cũng cảm động lắm. Và có kể cho chúng tôi nghe thì cái đời sống thì cũng vẫn thường thôi, nhưng mà ai cũng biết là ở ngoài Bắc thì vẫn khổ sở, thiếu thốn nhiều lắm. Những lúc tháng ngày mà trước năm 54 cô còn ở ngoài Hà Nội thì hình như con biết cô Mộc Lan với nhạc sĩ Châu Kỳ cũng có thời gian ra ngoài Hà Nội hát phải không cô? Dạ có một dịp thì
chị Mộc Lan với lại anh Châu Kỳ. Yeah. Với hồi đó còn ca sĩ Thu Hương, tức là con của cô Thu Hương lớn đó. Cô Thu Hương lớn đó. Yeah. Cô lớn. Thế cũng là toàn là những cái cô Thu Hương thì con một gia đình của một cụ rất là Tây, cũng Tây học đó. À, yeah. Đấy, gia đình rất nổi tiếng ở ngoài Bắc. Dạ, yeah. Cô Thu Hương đó là cũng là người Bắc hay là người trong Nam ạ? Người Bắc. Người Bắc, dạ. Yeah. Chắc quý vị cũng sẽ có cái sự mà confused là tại vì sau này thời cô Thanh Thúy cũng có một cô Thu Hương nữa, bây giờ hiện ở bên Tây. Dạ, tôi có biết. Dạ, yeah. Rồi cô Thu Hương mà cô đang kể là cô Thu Hương lớn hơn nữa. Vâng, đúng rồi. Yeah. Lớn lắm, lớn cả hơn cả bà Minh Đỗ nữa. À, dạ. Yeah. Vâng. Đó. Là những coi như là những người ca sĩ tiền phong của tân nhạc Việt Nam mình. Vâng. Cô ha. Cô Thu Hương này về sau đó có kết hợp với nhạc sĩ Lương Ngọc Châu, tức là nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng của Việt Nam ngày xưa đó. Ông Lương Ngọc Châu là chơi về nhạc cổ điển, cũng như là ông Đỗ Thế Phiệt, cũng như là một cái lớp mà lớn tuổi mà học về nhạc cổ điển Pháp nhiều lắm. Còn cảm ơn cô với những chia sẻ này. Và sau một vài thông tin thương mại thì nữ danh ca Kim Tước sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị bằng những màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Kim Tước. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ về những tháng ngày ở ngoài Bắc thì con thấy cô trình bày một trong những ca khúc ghi lại những kỷ niệm với Hà Nội rất là nổi danh của nhạc sĩ Vũ Thành, đó là bài Giấc Mơ Hồi Hương. Xin cô chia sẻ thêm về nhạc sĩ Vũ Thành thưa cô. Nhạc sĩ Vũ Thành chính ra là ông chú họ của tôi. Là cũng có liên hệ bà con. Dạ. Thì trong gia đình đó là bà vợ đó thì là con của ông thứ hai. Dạ. Ông thứ ba chứ. Dạ. Ông thứ ba thì bộ mẹ tôi đó là con của ông thứ hai. Đó. Thế thành ra coi như là cũng thân trong gia đình. Mà gia đình đó đây cũng lại rất Tây phương. Tôi không hiểu tại sao các cụ ngày xưa thì nề nếp mà bắt khe bắt khét nhiều thế mà sao con cháu toàn đi học Tây phương nhạc rồi chữ rồi toàn học tiếng Pháp. Tôi không hiểu, chắc là tại thời Pháp đấy nhỉ. Mà nghe nói nhạc sĩ Vũ Thành ông cũng có những cái ban nhạc trên đài phát thanh phải không cô? Dạ, ông Vũ Thành thì ông ấy cũng về nhạc cổ điển nhiều. Học về nhạc cổ điển nhiều, ông chơi được đàn guitar classic. Ông ấy thổi sáo, thổi flute. Rồi ông có thể đánh contrabass, đại hồ cầm. Rồi ông ấy chơi nhiều thứ lắm. Mà đàn guitar thì hình như có lẽ với lại flute thì có nghĩa là hai cái món mà ông ấy sở trường nhiều nhất. Chơi toàn nhạc classic, nhạc cổ điển không. Cô hát với ban nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành như vậy, ông có khó không thưa cô? Rất là khó tính. Ngày xưa đó mình hát mình không, họ viết làm sao mình phải hát như vậy. Nếu mà mình hát mà lấy lèo hay dù là có dấu có sắc cái gì không có được ấy, phải hát đúng cái âm thanh của cái nốt nhạc viết ra thôi. Chứ không có được lèo lái, không có được cái gì cả. Thành ra mình có muốn diễn tả cái tình cảm của mình nó cũng hơi khó. Rất là khó. Mình không cho. Không cho. Là tại vì hát làm sao là biết làm vậy. Mà cái ông viết làm sao cho ban nhạc chơi như thế nào là mình phải hát như vậy. Chứ họ lại không có theo mình như bây giờ đâu. Đúng. Bây giờ nói ví dụ như người đệm hay là ban nhạc đệm hay là mình muốn hát kiểu của mình như thế nào thì họ sẽ theo cho mình. Nhưng mà ngày xưa thì không có như vậy. Hát đâu phải đúng đó để mà cho nó hợp với lại ban nhạc. Các ông thì nghĩa là về, tôi nghĩ là về kỹ thuật nhiều hơn, technique nhiều hơn là về cái dòng nhạc, nghĩa là câu chữ, dấu sắc hỏi quyền huyền. Đấy, đấy, đúng thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô cái thời gian mà ở còn ở ngoài Bắc thì con thấy cô cũng có liên hệ hoặc là biết nhạc sĩ Lê Hữu Mục hay lúc ở trong miền Trung phải không cô? Dạ vâng. Dạ. Gia đình tôi thì cái khi mà di cư 54 đó thì là trước hết là đi về Phát Diệm. Đi về được làng Phát Diệm thì ở đó thì nghĩa là của dưới cái sự chỉ dẫn của đức cha Lê Hữu Từ đó thì là công giáo là yên bình, không thể tưởng được, không có một cái gì như là chiến tranh hết. Thành ra chúng tôi được về cái chỗ đó rất là thanh bình. Và chúng tôi được gặp gia đình của nhạc sĩ Lê Hữu Mục. Ở đó thì gia đình nhạc sĩ Lê Hữu Mục là người công giáo và tất cả các anh em đó đều là hát hay cả. Ông nào cũng hát hay cả mà ông nào cũng học nhạc, nghĩa là rất giỏi. Ở Phát Diệm đó, ở cái làng Phát Diệm đó thì người Pháp cũng có nhiều chứ không phải không. Mà tôi không hiểu tại sao là lại có nhiều người Pháp ở đó như vậy. Thế đến khi sau này đã đổ bộ với lại các thứ chiếm ra thì là họ cũng xuống thì thấy các ông nói cứ như điên, nói tiếng Pháp cứ như điên cả. Thế tôi thì được học trường bà sơ ở đó. Và cũng học thêm về nhạc với đàn với lại một bài bà sơ người Pháp và người ngoại quốc là từ Phát Diệm hả? Dạ từ Phát Diệm. Thứ nhất là học piano trước đã. Xong cái piano thì tôi đã học từ bé, từ năm 3-4 tuổi rồi. Thế nhưng mà về sau này di cư đó thì đi vào đến Phát Diệm thì lại được bà sơ dạy thêm nữa. Bà sơ vừa dạy hát một người Anh Lê. Bà sơ cái giọng này toàn Anh Lê không à. Nói giọng ẹo 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 tiếng Anh hay lắm. Thế rồi một bà nữa người Việt Nam thì bà này thì trời tôi thấy, chưa thấy một cái giọng nào như thiên thần. Cái lối hát của bà như một cái giọng hát thiên thần thoát ra chứ không phải là. Vì thế mà thành tôi mơ về vậy đó. Tôi mơ được hát như vậy đó. Thế thì bà sơ mà dạy đàn thì cái bảo vừa đàn phải vừa hát. Đánh một cái nốt nào phải hát theo cái nốt đó. Thì nó ở trong cái người mình, nó ở trong cái đầu mình, cái âm thanh nó ở trong cái đầu mình. Thì mình nghĩa là sẽ nhớ được. Đó. Có thể là vì vậy mà sau này cô cầm bản nhạc lên cô thể cô sướng âm liền. Dạ đấy, vâng, có là cũng giúp nhiều lắm, nhiều lắm. Nghĩa là cứ cầm cái bài hát mà, hay là cái tờ giấy mà bà sơ mà bài bà thầy giáo mà đưa cho đó là phải hát lên. Phải hát lên thế này. Thế thành ra bây giờ nó cũng quen đi rồi. Những tháng ngày cô ở Phát Diệm thì có gặp nhạc sĩ Lê Hữu Mục đó. Thì nhạc sĩ Lê Hữu Mục cũng là tác giả của bài Hẹn Một Ngày Về. Rất là nổi tiếng cái thời gian ở trước năm 75 cũng như qua hải ngoại. Và khi mà cô di cư, mà cô di cư hình như là vào miền Trung trước khi vào Sài Gòn phải không cô? Cô và gia đình. Dạ vâng, vâng. Từ Phát Diệm đó là đi về Huế. Tôi được về Huế liền. Thì về Huế thì mình cũng đã được hát ở Đài Phát Thanh Hà Nội một thời gian rồi đó. Thì cái việc thứ nhất là cũng phải đi kiếm tiền để mà giúp gia đình. Thì xin vào Đài Phát Thanh Huế hát thì họ nhận ngay. Là tại vì ở đó đó là cũng có nhiều nhạc sĩ mà họ rất là mấy ông như ông Lê Quang Nhạc, ông những Ngô Ganh rồi toàn những ông lớn tuổi nhưng mà khó tính lắm, khó tính ghê lắm. Thời đó cụ nào cũng khó hết cô ha. Dạ, mấy ông nhạc trưởng. Xưa mấy ông nhạc trưởng ngày xưa là họ khắt khe lắm cơ. Họ khó tính lắm. Như là tôi nói trước từ Hà Nội, ông nào cũng mà hát là phải đúng, không có được uốn éo, không có được một cái gì hết. Không được lấy. Thế thì mình là cái theo cái lối đó nó cũng đã quen rồi, cũng may rồi. Thế là mình may mắn rồi là mình cũng được vào hát Đài Phát Thanh Huế được gần 2 năm. Đi học ở trường Lycée Français de Huế. Cũng là Pháp luôn. Cũng là Pháp luôn. Trường Bà Sơ cũng có. Rồi để sang đến Lycée cũng có. Mà ở Đài Phát Thanh Huế thì con thấy có cô ca sĩ Thanh Nhạn cô hả? Ồ, cô Thanh Nhạn. Cô Thanh Nhạn thì có một cái giọng ca cũng như là tôi nói là thiên thần. Rất là hay. Mà cô hát nhạc đạo, nhạc
Nhạc tiền chỉ nhạc gọi là nhạc nhạc classic đó, à, cổ cô điển đó hát nha. nhạc cổ điển đó, Nhạc cô hát cũng rất là hay, cái nhạc tiếng hát thiên thần lắm. nhạc Vâng. Tuy là cô lớn tuổi, cái hồi đó chắc cô cũng gần gấp đôi tuổi tôi, à nhạc nhưng mà cô hát vẫn còn rất hay đó. nhạc mà cô Thanh Nhạn là cũng là người Huế hả cô? Vâng, Nhạc người Huế nhưng mà lại hát tiếng Bắc. à dạ Vâng. Tôi cũng lấy làm lạ là nhiều ca sĩ Huế đó hát tiếng Bắc rất giỏi, chẳng có cái gì là phân biệt cả. Như Hà Thành nó hát tiếng Bắc, nghĩa là không ai bảo là Hà Thành là người Huế phải không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi nhiều người Huế hát lắm mà rất là hay. Cái giọng hát của mấy chị người Huế, tôi nghĩ là trời cũng phú cho họ một cái giọng hát, tại vì sông nước hữu tình hay là tại vì không khí của Huế. Cái giọng ngân như mấy mấy người mà người ta ngân, người ta hát đò đó, người ta hát cái giọng của người ta nó dài hơi mà nghe nó vang lên cả một cái sông đó, chứ không phải là không. Tôi để ý như vậy, tôi thấy rằng là cái giọng của họ, ví dụ như buổi sáng hay buổi tối mà nghe họ nó hát lên một cái câu hát ngâm trên đò đó mà mình có thể nghe thấy được, mà nó vang dài ra như vậy, thì tôi nghĩ là trời cũng phú cho những cô, nghĩa là ở Huế đó có một cái giọng hát thiên phú hay không thể tưởng Con cũng rất đồng ý với cô. được. À, mà cái thời gian cô ở Huế, cô có gặp cô Hà Thanh không thưa cô, hay là sau này mới gặp? Sau này mới gặp Hà Thanh, có một hai lần tôi gặp Hà Thanh lên chơi trên đà Huế thì có, chứ mà hát chung thì không có. Còn cảm ơn cô thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài thông tin thương mại thì nữ danh ca Kim Tước sẽ trở lại cùng với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Kim Tước. Thưa cô, lúc cô ở Huế 2 năm thì hình như cũng trong thời gian đó cô có được liên lạc với nhạc sĩ Văn Phụng phải không cô? Dạ vâng. Tôi thì di cư vào Huế, còn nhạc sĩ Văn Phụng thì với lại nhạc sĩ Nguyễn Hiền, nhạc sĩ Nhật Bằng hay gì đó thì đi theo về quân đội, tại vì cái hồi ở ngoài Bắc đó thì cả ông ấy cũng có vào quân đội, ban nhạc quân đội. Hình như bảo chính Thành đoàn phải không đúng cô? rồi, thế thì ban nhạc quân đội đó họ mới đi thẳng vào Nha Trang đó. Thế thì nhạc sĩ Văn Phụng, Nhật Bằng, Nguyễn Hiền rồi một số nữa đi vào Nha Trang hết, gần như là cả cái ban nhạc quân đội đó đi vào Nha Trang hết, thì chúng tôi cũng có liên lạc với nhau thôi. Thỉnh thoảng là các ông ấy sáng tác cái gì thì các ông cũng gửi bài qua đài phát thanh. Thế rồi các ông thì bảo này chứ ước gì có Kim Tước ở đây mà hát nhỉ, với lại thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi thì còn bé quá, mới 14, 15 tuổi, đâu có đi đâu được, đâu có biết chỗ nào đâu mà đi. Thế còn các ông kia thì ở Nha Trang, thì trời ơi sóng nước bập bềnh như thế thì các ông nghĩa là sáng tác liên miên, thế mà cứ có sáng tác thì lại gửi sang Là Đài gửi Huế, gửi về Huế. Đài Huế. Hình như có một bài cũng ghi lại cái kỷ niệm của nhạc sĩ Văn Phụng ở Nha Trang mà cô mới đây cô có hát đó. Dạ, cái bài đó là bài Sóng Vàng Trên Vịnh Nha Trang. Bài này lạ quá, lần mà Vâng, có nhiều lắm, nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác cũng nhiều bài ở Nha Trang lắm mà tôi thì cũng không có được nhớ mấy. Tại vì hôm trước có được gặp con gái trưởng của nhạc sĩ Văn Phụng đó, thì cô lại bảo này chứ cô ơi sao cái bài này con chưa nghe bao giờ. Thế thì tôi bảo này chứ ủa tôi tưởng là con phải biết chứ. Thế thì cô bảo không, cô không biết. Thế là cô nhờ tôi thâu lại cái bài đó, thành ra bây giờ quý vị sẽ nghe được cái bài đó sau này. Sóng vàng trên vịnh Nha Trang. Dạ, Sóng Vàng. À, mấy ông cứ bảo chiều chiều lại đi ra bờ biển Nha Trang, thế rồi hình ảnh những sông nước chập chùng như vậy, biển Biển. rộng như vậy, thì họ nghĩa là ông nào cũng cảm hứng nhiều lắm. Ông Nguyễn Hiền cũng viết, mà ông Nhật Bằng cũng viết, mà ông Văn Phụng cũng viết, nghĩa là các ông ấy như là có một cái khung cảnh đổi mới, thành ra sáng tác
nhiều lắm. Rất là mạnh cái thời gian đó. Nhưng mà cô nhắc đến là nhạc sĩ Văn Phụng thì năm nay cũng là 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Văn Phụng. Thời gian trôi quá nhanh. Bây giờ nhìn lại thì cô có cảm giác hoặc là có những kỷ niệm nào khó quên với cặp Văn Phụng và cô Châu Hà? Thưa quý vị, là tôi phải nói thật, đó là một cái cặp nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ mà tôi mến yêu rất nhiều. Rất nhiều kỷ niệm với chúng tôi, không những đã hát từ Đài Phát Thanh Huế, từ miền Bắc rồi vào miền Trung, rồi sau này lại về miền Nam nữa. Thành ra chúng tôi có một sự gắn bó, không những về tình bạn mà lại về cả âm nhạc nữa. Mà họ thấy mình hát hợp với họ nữa, thì nó ví dụ như đưa cái bài hát ra thì bảo Châu Hà hát cái này nhá, Kim Tước hát cái này nhá, thế là nhập vô là hát liền chứ không có lôi thôi gì cả. Thành Châu Hà cũng là một người rất giỏi, cũng hát được liền. Rồi cô Mộc Lan cũng vậy nữa. Thành sau này chúng tôi hợp lại với nhau là nó rất là ăn khớp với nhau. Tam ca Mộc Kim Châu. Mộc Kim Châu. Với những bài hát mà vừa hát mà vừa bè mà những cái audio đó tới bây giờ vẫn còn giữ được ở trên YouTube, thì chúng ta thấy được cả một cái thời gian vàng son của âm nhạc Việt Nam mình. Vậy thì cô ở Huế 2 năm thì từ đâu thì cô lại vào trong Sài Gòn? Dạ vì sau này đó thì bố tôi có ông anh ruột ở, ở Sài Gòn. Thì lúc đó là bắt đầu hết trung học rồi. Thì bố tôi mới bảo thôi phải đi vào miền Nam đi để mà đi học thêm. Thì bố tôi cho tôi đi vô một mình thôi. Đó, em vô một mình thì đi đến nhà ông bác đó, tức là ông giáo Huy đó, thì anh cả lớn của ông bố tôi đó, thì cho ở để đi học. Và cũng từ ở đó mà cô cũng đi hát ở Vâng, thì nghĩa là cái đời đi hát của tôi đó là nó gắn liền với Đài Phát Thanh. Tại vì đi hát Đài Phát Thanh thì có tiền để mà đi học. Chứ còn thì bố mẹ thì nghèo, tản cư mất hết cả gia tài rồi. Thì đâu còn cái gì nữa mà cho tiền cho con đi học, mà nhà nhất là lại 6-7 anh em. Thế chị em nữa thì nó thành ra tôi đi được cái đi hát Đài Phát Thanh là một cái phương tiện giúp đỡ cho tôi được học. Ngoài Đài Phát Thanh thì cô có hát phòng trà hay khi vũ trường? Chưa có hát bao giờ. Phòng trà với vũ trường thì chưa có bao giờ hát. Nhưng mà nó ví dụ như có những cái đại nhạc hội nào mà nó đặc biệt mà họ muốn gọi mình hát đó, thì mình hát. Vậy thôi, chứ còn thì tôi lại ngại hát. Tại vì mẹ tôi đó dù sao là cho tôi đi hát đấy, nhưng mà lại cứ bảo đi hát vũ trường một cái gì là nhất định không cho. Kính thưa quý vị, có một cái này Jimmy muốn nhắc đến quý vị và cũng tiết lộ luôn là cô nữ danh ca Kim Tước đây cũng có một lần hát cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm và được ông tặng hoa. Chắc đây là một trong những kỷ niệm mà cô khó quên phải không? Dạ, tôi thì cũng cái chuyện đó thì cũng không thể ngờ được. Tại vì như tôi nói đó, nhạc sĩ Nguyễn Phụng đó, cái hồi từ Pháp về đó thì ông ấy thì là
cả đời học ở bên Pháp. Yeah. Rồi ông về đến Việt Nam thì là có một số nhạc sĩ người Pháp ở trong cái ban nhạc Đại Hòa Tấu yeah. của Việt Nam. Yeah. Nên đó là cái ban nhạc Đại Hòa Tấu mà cổ điển duy nhất ở Việt Nam thời đó, đó thành ông hợp lại để làm thành một cái ban nhạc. Và cái ban nhạc đó thì ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đó thì là thấy là một cái vinh dự cho người Việt Nam là cũng chơi nhạc ngoại quốc yeah. và nhạc cổ điển rất hay. Yeah. Thành ra được thành lập cái ban nhạc cổ điển đó và Đại Hòa Tấu đó yeah. để mà được vào xin Tổng thống hát. Wow. Mà cô hát là hát nhạc Việt Nam hay là nhạc nước ngoài? Dạ, tại vì cái thời đó thì có lẽ là quan khách đó thì là người Pháp nhiều hơn à. Mà họ tiếp đón thì phải đoàn người Pháp với ngoại quốc nhiều hơn yeah, vâng. Nên ông nhạc trưởng thì là bảo thôi thì mình tiếp khách thì mình phải hát bằng tiếng Pháp yeah. Đấy, thì hát nhạc cổ điển Pháp mm. để cho họ nghe. Thì thời đó đó thì là cũng bà Minh Trang với lại một số đại nhạc sĩ của Việt Nam với lại bà Minh Trang với lại mấy người đó cũng được mời lên để hát trong dinh để hát, để không phải là để hát mà đi dự trong cái buổi đó, đó. Yeah. Mà cô là người hát trong cái đêm cái vâng, buổi hôm tôi đó. Tôi thì chỉ có mình tôi thôi. Lúc đó cô bao nhiêu tuổi thưa cô? Khoảng 15 tuổi gì đó. Mà hát trước bao nhiêu quan khách ngoại quốc rồi ông Tổng thống nó cô rung không? Không, có lẽ không đâu. Yeah. Không hiểu tại sao mà mình cứ tỉnh bơ. Có nhẽ mình có khi mình sợ quá hay là có khi mình nghĩ là thì hát thì cũng bằng này người thôi. Thì mình cứ nghĩ tại sao ấy. Ông chính là ông nhạc trưởng Nguyễn Phụng đó. Ông nói cho tôi một điều này. Ông bảo là mày tập làm sao đó thì mày hát như vậy. Tại vì ông ấy là người Pháp, ở bên Pháp quá lâu rồi đó. Thành ông cứ gọi là tòa mòa đó. Thì thành bảo thì cứ hát như vậy, hát là có hát cứ hát như vậy. Nhưng mà chỗ nào mà ông chỉ như hát như nào thì phải hát theo tôi cho đúng. Như vậy thôi. Yeah. Đó, thành ra tôi thì không nghĩ đó là một cái vinh hạnh. Hay yeah. là một cái sự đặc biệt mà mình được hưởng mà mình không biết, một cái sự nghĩa là chọn lựa mà mình không thể nào tưởng tượng được. Sau này thì mới biết rằng là ủa giờ mấy người mới nói là tại sao lại có một mình chị mới thế nọ thế kia mà chị hát mà chết nọ kia. Tôi bảo tôi chả để ý gì cả, tôi được hát là tôi hát chứ tôi không có biết gì hết. Yeah, rất là hồn nhiên với dạ, vâng, không có nghĩ gì là mình được chọn hay là mình được gì một cái đặc biệt đặc ân gì hết. Dạ vâng. Nhưng mà sau hôm này đã nói ra và ui dồi được hát cho Tổng thống nghe, lúc ấy mình mới thấy mà là tất cả mọi người khi lớn tuổi rồi mình thấy mà đó là một cái vinh hạnh cho mình cũng chẳng biết nữa. Dạ đúng rồi, và đặc biệt là với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dạ vâng. Cảm ơn cô với những kỷ niệm này. Và dạ. sau một vài thông tin thương mại thì nữ danh ca Kim Tước sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị bằng những màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Kim Tước. Thưa cô, khi mà cô trông vào trong Nam thì ngoài cô đi hát thì con có thấy cô Hồng Tước là em của cô cũng có đi hát nữa. Yeah. Dạ, Hồng Tước thì sau này sinh hoạt với các bạn nhiều rồi. Yeah. Bây giờ cái thời đại bây giờ là ai cũng, tôi nghĩ rằng ai cũng thích hát cả. Yeah. Mà Hồng Tước thì cũng có một cái môi trường để mà có thể hát. Thứ nhất là lấy cái vui cho mình. Đúng. Tôi nghĩ là Hồng Tước enjoy rất là thích thú hát để mà vui với các bạn. Yeah. Nhiều hơn. Yeah. Và Hồng Tước thì có một cái tính là thích vui với các bạn và thích giúp đỡ các bạn rất yeah, đúng nhiều vậy. Con đồng ý. Thích cái hòa mình với lại các bạn và yeah. hòa mình với cộng đồng yeah. Thành ra tôi thấy là một điểm rất là tốt đẹp yeah.
Với cô Hồng Tước thì trước năm 75 thì chắc quý vị vẫn chưa quên cô Hồng Tước cũng trong Tứ Ca Nhật Trường với Dạ, Nhật đúng Trường, rồi, đúng rồi rồi. cô Như Thủy, Vâng, và cũng như là cũng có hát trên đài của chương trình Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng Dạ, nữa. có. Thì Hồng Tước đó thì nghĩa là cũng được học nhạc Dạ. cũng rất là tốt. Thành nhà Hồng Tước thì được các nhạc trưởng cũng thương lắm. Dạ đúng. Mà thì các bạn cái hồi đó thì là sinh viên học sinh thì Dạ. là thích thích cái mấy ban nhạc của mấy cô, ban hợp ca của mấy cô đó lắm. Dạ, con thấy có cái bức ảnh mà cô với cô Hồng Tước hồi trước 75 rất là đẹp với cái áo dài thời đó. Và cái thưa quý vị, bên cạnh cô Hồng Tước, em cô Kim Tước đây là ca sĩ thì cổ cũng là nhạc sĩ nữa. À, lần trước con có phát một đoạn trong bài Nắng Mùa Đông mà cô Hồng Tước sáng tác mà cô hát đó, thì cũng nhiều quý vị theo dõi thì cũng có hỏi thăm về ca khúc đó. Còn thu đông đến rồi vẫn mơ mùa hè xưa, em chỉ thấy một mùa trong mắt em, mùa yêu thương, mùa vẫn vương, mùa nhớ nhung. Vâng, thì sau này đó thì là Hồng Tước có nhiều gọi là sáng kiến và rất là có nhiều gọi là cái gì Cái sự sáng tạo, inspiration, cái kinh nghiệm ạ. kinh nghiệm đó. Thành ra Hồng Tước đã diễn đạt được một vài bản nhạc rất là dễ thương và hay nữa. Thành ra tôi thấy như vậy thành tôi thích lắm. Chị đàn em hát nước xuân xanh nè. Cũng dễ thương quá. Trong thời gian chứ 75 ở Sài Gòn thì con thấy cô cũng hát rất nhiều chương trình Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Nhạc sĩ Hoàng Trọng thì nói đến ban Tiếng Tơ Đồng thì nhiều kỷ niệm lắm. Tại vì là ông Hoàng Trọng là một cái ông nhạc trưởng rất là giỏi và rất là khe khắt nữa. Chúng tôi hát là phải cũng đứng đắn, ông Hoàng Trọng thì cũng không có thích cái kiểu mà hát mà uốn éo đâu. Hát viết ra sao thì phải hát đúng như vậy, mà lại lắm khi còn bị mắng là hát không được thì đi về. Trời ơi, ông này thì nghĩa là rất là nghiêm khắc, tôi phải nói là rất là nghiêm khắc, nhưng mà ngoài đời thì lại rất là dễ thương, dễ thương lắm, nhờ cái gì việc gì cũng giúp đỡ hết, từ việc nhà cho đến việc đi ra ngoài hay là không có cái gì đó là ông cũng giúp đỡ. Một con người rất là dễ thương, tuy là rất khắt khe và kỷ luật Trong âm nhạc. trong âm nhạc, nhưng mà đời sống ở bên ngoài lại rất là dễ thương. Đó. Để nghe ai cũng nói ông mà ôi, sợ lắm, sợ lắm. Cứ nếu mà lên hát là sợ lắm, sợ lắm. Hay là nói mà mình hát sai một cái là ông trợn mắt lên liền, gõ 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 cái đũa một cái liền là không, là không có được. Phải thâu lại hả cô? Dạ vâng, đấy thì phải là như vậy. Sau này thì mới được thâu lại, chứ còn ngày xưa mà hát mà sai là không có được rồi. Vậy vậy các cô phải vững về nhạc lý lắm. Dạ vâng, đấy thì nghĩa là được cái là nhạc sĩ Hoàng Trọng nó rất là trân trọng cái âm nhạc, là hát cho đúng và đàn cho đúng. Thưa quý thính giả, đây Tiếng Tơ Đồng, một chương trình tân nhạc loại hòa tấu và hợp xướng do Hoàng Trọng phụ trách. Thank you.
thân như một dòng sữa lũ chúng em êm đêm rủ nhau ra trước nhà hiu hiu hương từ ngàn xa bỗng quay về giọt sao trên hè ngoài trời và bên cạnh đó thì thời đó nam danh ca Anh Ngọc cũng thường hay cùng hát với cô trên đài phát thanh cũng như là tiếng tơ đồng phải không cô? Dạ vâng, ông Anh Ngọc thì tôi gọi bằng ông chứ cũng không dám gọi bằng anh. Dạ. Là tại vì ông Anh Ngọc đó thì hát cùng với lại thời của mẹ tôi ở ngoài Hà Nội cơ. Dạ. Đó. Thế ông không có đi vào Huế, ông không có ngừng lại Huế như tôi, nhưng mà ông lại đi vào Sài Gòn luôn. Thành ra vào đến Sài Gòn ông cũng lại tiếp tục hát cho đài Sài Gòn, một trong những nam danh ca nghe số 1 của Việt Nam, tôi phải nói là như vậy. Rất con người rất là đứng đắn, rất là trịnh trọng, cầm cái bài hát lên thì rất là trịnh trọng, mà hát thì vẫn rất là phải đứng đắn, cũng không uốn éo, không gì hết. Đó là một con người rất là trịnh trọng mà kỷ luật nữa, cũng phải nói là kỷ luật nữa. Anh nghe tôi cũng là một trong những danh ca mà tôi rất lấy làm mến mộ. Và tôi cũng mong là ông được sức khỏe. Phải nói bây giờ vẫn ông danh ca Anh Ngọc thì vẫn còn với chúng ta. Ông ở vùng Washington DC. Hy vọng có một dịp nào đó cô cháu mình cùng qua thăm ông Anh Ngọc cô ha. Hy vọng là như vậy. Khi mà năm 75 thì cô và gia đình qua bên hải ngoại này di tản trong đợt đầu luôn hả cô? Vâng. Tôi thì là gia đình đầu tiên với lại cô em là Thanh Tước là đặt chân đến nước Mỹ. Đấy, rồi cô đi theo phái đoàn của đài Mẹ Việt Nam hay sao cô? Không ạ. Tôi thì là đêm 30. Đêm 30 tháng 4 đó thì là tôi mới chạy ra bến tàu. Rồi mới leo lên được một cái tàu. Là đi trong cái chuyến cuối cùng của cái đêm hôm đó. Đêm 30. Để đi ở giữa sông Sài Gòn này thì hai bên bắn nhau lửa còn bắn nhau thế này rồi. Thành ra tôi cũng được sang đến Phi Luật Tân chứ. Từ Việt Nam thì mới đầu lênh đênh ngoài biển, xong rồi giờ gặp tàu Mỹ mới chỉ đường dẫn lối cho những cái tàu Việt Nam tới đi tới Phi Luật Tân. Hoặc là nó tự nhiên nước nào mà họ nhận thì là mình được đi vô. Thì cũng phải nằm ở ngoài biển mất đến mấy ngày đã, xong mới chờ quyết định của họ đó. Thì họ mới cho vô, họ bảo là thôi bây giờ Phi Luật Tân cho cặp bến trước. Thế đi xuống Phi Luật Tân ở đâu 1-2 ngày gì đó. Thì sau bắt đầu phỏng vấn này nọ các thứ thì tôi cũng chỉ ở Phi Luật Tân đâu có 5 ngày thôi. Rồi được phái đoàn Mỹ cho đi sang Hoa Kỳ. Là Cali đầu tiên hay là ở tiểu bang nào thưa cô? Đầu tiên là tới Arkansas. Cái trại của những người tị nạn đó là Arkansas. Thì tôi được ở cái Arkansas đâu một tuần hay là 10 ngày thôi chứ không phải ở lâu. Vào đúng mùa hè nóng nực mà ở cái Arkansas thì nghĩa là cứ đi ra ngoài mồ hôi quê nhễ nhại mà nóng ơi là nóng, tôi chưa bao giờ tôi thấy cái nóng như vậy. Tôi nhớ cái kỷ niệm đó. Nghĩa là quần áo nó cứng, nó khô như tờ giấy á. Đi ra ngoài đó. Mà đúng vào cái mùa đó, tháng 6, tháng 7 gì đó. Thế rồi ở trong trại Arkansas được đâu một tháng hay là gì đó thì tôi lại liên lạc được với những cái người bạn Mỹ mà ngày xưa tôi làm ở tòa đại sứ. Tôi có đi làm ở tòa đại sứ của Mỹ ở Hà Nội đó. Tôi đi làm được ở đó, tôi làm cho Mỹ được mấy năm đó. Thì họ chuyển tôi sang cái
tòa đại sứ. Yeah. Tôi làm ở một cái section của Mỹ. Nhưng mà về sau này họ chuyển tôi sang chỗ tòa đại sứ Mỹ đó. Thì tôi được quen những người bạn Mỹ. Thế đến khi mà tôi tới Arkansas đó thì tôi bắt đầu tôi liên lạc được với những người bạn Mỹ cũ. Rồi những người bạn Mỹ đó thì tôi bảo bây giờ làm sao cho tôi đi chỗ này chỗ kia, nếu mà chỗ nào mà thấy là có thể nuôi dưỡng được gia đình tôi hay là giúp đỡ được gia đình tôi thì tôi xin đi. Thế thì có một gia đình của một cái ông bà đó ở Hawaii. Thế họ liên lạc với nhà thờ ở Hawaii. Nhà thờ ở Hawaii bằng lòng sponsor cho tôi đi sang Hawaii. Tôi được đi lên thiên đàng Hawaii. Thế là chúng tôi được đi ở Hawaii, rồi thì con cái đi học ở Hawaii. Rồi tôi đi làm ở Hawaii, tôi bắt đầu đi làm cho một nhà thương, xong tôi đi làm cho nhà bảo hiểm. Dạ, thế là các thứ thì ở bên đó mấy năm cô? Tôi ở bên đó cũng 6-7 năm. Mà cái thời gian đó cô có đi hát không? Không, hoàn toàn. Vậy là cô không hát trong 6-7 năm đó? Không hát, tại vì đâu có Đài Phát Thanh Việt Nam là gì đâu. Chỉ có đi hát nhà thờ thì có. Rồi từ đâu mà cô mới qua Cali này là cùng với cô Mai Hương, cô Quỳnh Giao thành tiếng tới đồng hải ngoại? Về sau này đó, về sau này thì gần như là gia đình tôi bắt đầu dần dần những người này người kia đó, đi tới Cali. Thế thì mình bảo rằng là tại sao không về Cali mà họp lại với gia đình. Ở Hawaii thì có một mình thôi thì buồn quá. Thế là lại đi về về Cali đấy. Và khi cô về Cali thì cô sinh hoạt cũng rất là mạnh mẽ với các ca sĩ bên này. Vâng, thì được gặp lại các bạn cũ thì nghĩa là cũng lại bắt đầu tụng năm tụng ba để mà bàn tính hát lại với nhau đó. Cho nó vui. Rồi thứ nhất là kỷ niệm trước đã. Tại vì gặp nhau là hát, gặp nhau là hát. Rồi nhắc lại những kỷ niệm xưa thôi. Chứ còn thì cũng chỉ đi hát để phát thanh thôi, chứ cũng không có hát phòng trà bao giờ. Cũng chẳng có. Tôi thì sợ khán giả thì đúng rồi. Rất là sợ khán giả. Thành không có dám ra ngoài nhiều. Thời đó môi trường của cô là hát trên đài phát thanh. Lúc nào cũng đài phát thanh là cái chính. Đài phát thanh thì nó thân thiện hơn, mà mình hát thì mình thấy nó lại thoải mái hơn. Chứ còn đi ra trước mặt khán thính giả thì mình phải trịnh trọng cái khán giả, và mình phải trịnh trọng cả cái tiếng hát với cái con người của mình nữa, luôn phải ăn mặc đẹp, phải nọ kia. Thành ra tôi là một cái người rất là lười biếng về cái chuyện đó. Cô ơi, cô đã đi hát từ những ngày ở Hà Nội rồi Sài Gòn qua tới hải ngoại. Các người bạn cùng thời, các đàn anh đàn chị của cô bây giờ có người còn và cũng có người đã mất. Bây giờ nhìn lại thì còn những gì động lại trong cô? Tôi thấy là mình cũng đi đến cái giai đoạn đó thôi. Thì mình còn lại người nào thì mình trân trọng người đó. Và mình cũng phải nhìn rằng là tương lai của mình còn có nhiều nghệ sĩ đang còn làm cho chúng ta rất là hãnh diện với cái nền ca nhạc của người Việt Nam là thứ nhất. Mà trong cái phương diện nhạc ngoại quốc cũng thế, có rất nhiều người hát rất hay, rất giỏi, từ nhạc cổ điển cho đến nhạc Việt Nam. Thành ra tôi thấy là cái tương lai nhạc của mình đã tiến tới rất là tốt đẹp. Và tôi cũng xin cầu chúc những cái người đi vào cái vực lãnh về âm nhạc đó, từ nhạc Việt Nam, từ tân cổ nhạc. Tôi thích cổ nhạc lắm nha, đừng có tưởng. Tôi thích cổ nhạc lắm. Rồi đến tân nhạc, rồi đến kịch trường, rồi đến các thứ, nghĩa là cái gì mình cũng hy vọng rằng là sẽ tiến bộ rất nhiều và mang cho chúng ta những cái giây phút thoải mái và thật là kỷ niệm đẹp đẽ. Qua chương trình này quý vị cũng thấy một bật mí của cô là cô bên cạnh hát nhạc thính phòng, nhạc classic, thì cô cũng rất là thích cổ nhạc Việt Nam mình. Và những nhạc gọi là nhạc mùi của Việt Nam mình. Nghe nó mùi quá làm sao bỏ qua được. Đúng vậy. Cô ơi, khi mà chương trình này được phát trên TV thì cũng vào những ngày trong cái dịp sinh nhật của cô. Còn xin chúc
cô và thay mặt khán giả chúc cô trước hết là nhiều sức khỏe và cầu mong cô luôn bình an trong đời sống và hy vọng sẽ được nghe cô hát hoài hát mãi. Cảm ơn Jimmy rất nhiều. Chúng tôi thì là một người rất là hâm mộ chương trình của Jimmy vì đã đưa khán thính giả về những cái quá khứ quá đẹp, tốt đẹp. Và Jimmy đã tìm hiểu rất nhiều về những người nghệ sĩ cũng như là tất cả những phương diện về âm nhạc hay là văn hay thơ hay gì đó. Thì Jimmy là một người rất là như là một cái con người đưa những cái làn gió mới và cũ đến để cho quý vị khán thính giả được sống lại những ngày cũ. Thì tôi xin cảm ơn Jimmy nhiều lắm và chúc Jimmy luôn luôn thành công và tiến mãi nhé. Dạ, con cảm ơn cô thật nhiều. Chương trình này có thành công hay không là cũng nhờ có những người khách mời, những vị khách mời như cô đây đã đóng góp thật là nhiều trong thời gian vừa qua. Cảm ơn cô và cùng với lời chào vừa rồi kết thúc chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.